Con hiện đang thọ trì kinh Địa Tạng và lạy sám hối để hồi hướng công đức cho chúng sinh và hóa giải các vị oan gia. Ban đầu khi bắt đầu thì con rất tin sâu nhân quả và cảm thấy thương Phật vô cùng, vì con xem phim cuộc đời Đức Phật và cũng nghe nhiều pháp thoại nói về Đức Phật. Nhưng sao dần dần về sau con thấy niềm tin con dần dần bị mai một. Lúc con nhận ra điều này, nó làm con khá buồn và con tìm mọi cách để trưởng dưỡng lại niềm tin ấy ngày một lớn mạnh trở lại. Con muốn hỏi thầy con bị làm sao vậy ạ? Con không muốn đánh mất niềm tin với Tam Bảo. Con nhận biết niềm tin đó bị sụt giảm làm con rất buồn, và thầy có thể gợi ý cho con một vài gợi ý nào để con đi đúng đường và có niềm tin bất thối nơi Tam Bảo và tin sâu nhân quả không? Muốn tin sâu nhân quả thì mình phải học giáo lý. Cái vấn đề của chúng ta đó, vấn đề của rất nhiều người là mình đi trên con đường Phật Pháp mà mình đi trên có một chân, nó bị khập khiễng, quý vị biết. Chính bởi vì nó khập khiễng cho nên mình rất dễ té. Té ở đây tức là sự mất niềm tin nơi Tam Bảo hoặc là sự sa ngã theo các tôn giáo khác. Tại sao sư nói mình chỉ đi có một chân? Tức là mình chỉ có niềm tin chứ mình không đi bằng trí tuệ. Nhớ dùm sư, niềm tin và trí tuệ hai anh này ảnh phải song hành với nhau. Mà mình á, mình đẩy niềm tin mình lên quá mà mình không có trí tuệ thì thành ra rất dễ mình có niềm tin mù quáng, ai nói cái gì cũng tin, rồi đâm ra mình không còn tin một cái gì nữa hết. Nếu như chỉ cần mà có một cái vấn đề nào đó, có một cái trục trặc nào đó là thôi mình bỏ đạo luôn, bởi vì mình mất niềm tin. Và do đâu? Và do mình không có cái trí tuệ đó, nó níu mình lại, nó cho mình cái lý do để tin. Tức là tôi tin là tôi phải có lý do để tôi tin, chứ không phải tôi tin chỉ vì tin, chứ tôi tin không cần lý do. Mình tin là mình phải biết Phật dạy cái gì, mình phải có trí tuệ. Còn cái anh mà trí, anh mà anh không có tính là anh không tin cái gì. Mà vấn đề của các bạn đặt câu hỏi này là chỉ đi thuần túy bằng niềm tin chứ không đi bằng trí tuệ, cho nên nó dẫn đến là đường tu của mình có vấn đề. Bây giờ quý vị có tụng 1000 biến Địa Tạng đi chăng nữa, quý vị có lại sám hối hồng danh 1 vạn lần đi chăng nữa, nó cũng không có tác dụng gì. Bởi vì mình đi chỉ trên có một chân, mình đi không vững. Cho nên lời khuyên của sư là mình nên học giáo lý. Khi mình học giáo lý rồi, mình sẽ củng cố niềm tin của mình, chịu khó dành thời gian học giáo lý dùm sư, để mình vun bồi trí tuệ, để mình đi trên hai chân, ký và tính. Các cái danh sách pháp về giáo lý thì sư đã có ở trên YouTube của sư rồi, chịu khó xem dùm sư ha. Rồi từ từ quý vị tin về Phật hơn khi quý vị đã hiểu Ngài.